Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ dạy mọi người cách cài cái máy in ảo cho máy tính của mình để có thể là mọi người có thể chuyển đổi file Word thành file PDF chẳng hạn. Ví dụ mình sẽ đây, bộ cài mình vừa tải đây. Thì link tải mình để bên dưới nhá. Mọi người tải về và làm theo hướng dẫn nhá. Kích chuột vào để cài tải cài này. Chọn Z nha. Đến chọn mục ở trên, chọn lake thôi. Chọn install. Và chọn Z. Ok, về mình thử xem là cài chưa nhé. Vào start này, control panel. Kích vào đây. Thì đây, chính là cái máy in mình vừa cài này. Mình thử dùng nhé. Kích vào bản Word này. Kích vào print này. Mình sẽ chọn cái đây. Và ấn print. Đây nó sẽ đây và ấn desktop này. Ấn save này. Như vậy là mình đã chuyển xong sang PDF đâu nhỉ? Ở đây. Mình chưa có file mở PDF à? Đó. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách cài máy in ảo PDF cho chiếc máy tính của mình. Mọi người xem video thì hay thì mình xin nút like, một nút đăng kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn lại, bye bye.